W50cc lên bảng RSX và lên bô zin nhồi bông sẽ như thế nào thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi hết cái clip này nhé các bạn nhé. Thì đây là một chiếc W50cc và bạn ấy hôm nay bạn ấy mang cái xe của bạn ấy vào để lên shop lắp một cái bô zin nhồi bông của 110 và cái cổ là cổ của 50 để lên cho xe này các bạn nhé. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ phải tháo cái con bô zin của bạn ấy ra. Đấy, con bô zin của bạn ấy lắp là cũng khá là gọi là loằng ngoằng đấy. Thế sau khi mà tháo được con bô zin của bạn ấy ra xong ấy thì là shop sẽ tiến hành là lắp cái báng RX lên, sau đó là lên cái con bô zin nhồi bông của 110 lên cho con W50cc này các bạn nhá. Và đây là một cái hình ảnh thực tế mình quay lại cho tất cả các bạn để cho các bạn xem là W50cc có lên được con bô zin nhồi bông hay không. Thì đây là cái form khi mà đã lên cái chiếc W50cc này các bạn nhá. Đấy. Và có một điều lưu ý này, có rất là nhiều bạn bảo là cái cổ nối này các bạn không thể lắp được. Thì mình chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn lắp ấy là cái cổ bô nó chặt với lại cái lon bô, thì các bạn nhớ là phải xoay cái lon bô làm sao để cho nó vừa đẩy vào vừa xoay nhá, để cho cái lon bô nó vào. Sau khi mà lon bô nó vào đúng với cái vị trí là tai bô và cái điểm bắt bô của cái báng để chân của các bạn thì là các bạn bắt ốc vào là ok các bạn nhé. Và sau khi mà làm xong ấy thì mình sẽ test thử tiếng cho tất cả các bạn cùng thẩm. Và bây giờ thì let's go.